đây là cái ngưỡng cửa COVID, nó là một cái ngưỡng cửa để mình đi vào một cái thế giới mới, là cái thế giới tiếp cận với mọi người trên Internet. Bây giờ, chính vì trên thế, màn hình chúng ta đã nhìn thấy chị Thùy Dương rồi đúng không ạ? Chị Thùy Dương là một doanh nhân từ ở Nagoya. Vâng, các bạn có thể đặt các cái câu hỏi, comment các cái câu hỏi vào để cho tí nữa chị Thùy Dương cũng như là các chị có thể trả lời. Chị Thùy Dương ở Nagoya thì ngoài các cái công việc về kinh doanh, về hỏi về kinh doanh thực tế ở Nagoya, các bạn có thể các cái câu hỏi về cuộc sống ở Nagoya để chút nữa chị Thùy Dương sẽ trả lời ạ. Bây giờ quay trở lại với chị Anna Phương một chút xíu được không ạ? Ở trên này bạn Hồ Hòa có hai câu hỏi có hỏi ạ. Thì Anna Phương có thể trả lời cho em ngắn gọn hai câu hỏi của bạn Hồ Hòa. Câu hỏi đầu tiên, những cái công dân Việt Nam tại Đức phần lớn tập trung vào lao động hay kinh doanh vào những lĩnh vực gì ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Hồ Hòa. Mình xin trả lời câu hỏi này của bạn. Phần lớn họ tập trung vào lao động, tại vì cái số dân về kinh doanh á, thì là những cái thành phần nó chiếm khoảng chừng 3-40% là thôi, nhưng mà các thành phần lớn của người dân tại Đức là tập trung vào cái là họ là cái nguồn nhân lực cho các công ty của Đức, và phần lớn là họ tập trung vào cái lĩnh vực giống như là về kinh doanh á, thì họ tập trung vào ngành ăn uống, ngành nail, rồi ngành bán cung cấp những cái vật dụng về ngành ăn uống cũng như ngành nail, rồi làm giao hàng online tại nhà. Đó, giao hàng online tại nhà thì nó có nhiều cái ngành nghề giống như là về nail, về chủ yếu là về ngành ăn uống. Đó, còn về vấn đề mà nhân lực lao động á, thì nó đủ mọi ngành nghề. Phần lớn á, tại vì Đức á, là nước về công nghiệp, chính vì thế những người mà đi làm cho các hãng xưởng á, là thuộc về những cái hãng xưởng về chế tạo mang cái tính chất về công nghiệp, về chế tạo máy, về xe hơi, về điện tử, rồi về các nó mang cái tính chất về chế tạo nhiều hơn, về cái kỹ thuật nhiều hơn. Nhưng mà tất cả những cái đó, khi mà muốn được vào những cái công ty đó thì mình phải được đào tạo hết. Còn một câu hỏi thứ hai chị có thể ngắn gọn được không ạ? Các chị đã từng kinh doanh hay có kinh nghiệm về làm kinh doanh hệ thống có thể chia sẻ cho mọi người được không ạ? Việt Nam mình hình thức kinh doanh theo mạng, hệ thống thì chưa thực sự phát triển, chưa có nhiều cái kiến thức về cái lĩnh vực này, chị có thể chia sẻ một chút xíu được không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi này rất là hay và cũng là cái câu hỏi của rất nhiều người trong thời điểm hiện tại này, rất là cái thời điểm dịch bệnh COVID mà hầu như tất cả mọi ngành nghề đều bị tắc nghẽn hết trong cái mối giao tiếp trực tiếp hàng ngày. Và bây giờ cái hình thức kinh doanh của mình và cái công việc, ngay cả cái công việc cũng phải được đưa lên trên mạng Internet. Đó, một người đi làm tùy theo cái tính chất công việc, nhưng mà phần 30-40% là về những cái ngành mà có thể giao dịch qua Internet, là họ được chuyển đổi từ công việc trực tiếp lên cái ngành gọi là giao dịch trên Internet. Rồi những cái ngành dịch vụ khác, hiện tại bây giờ cái xu hướng của mọi người cũng bắt đầu mở cái tư duy của mình ra, là mình sẽ phải tiếp cận với Internet, tất cả người trẻ cũng như người lớn tuổi. Đó, đây là một cái hình thức học, mọi người bắt đầu có cái tư duy mới là phải học hỏi và phải tiếp cận, tại vì cái thời điểm cũ của mình nó sẽ không bao giờ quay ngược trở lại nữa. Và mình, đây là cái ngưỡng cửa COVID, nó là một cái ngưỡng cửa để mình đi vào một cái thế giới mới, là cái thế giới tiếp cận với mọi người trên Internet. Chính vì thế cái điều đầu tiên nhất mà Phương, Anna Phương khuyên các bạn, hoặc khuyên thì cũng chưa dám khuyên, nhưng mà cái đấy là cái góp ý của mình, là mình nên tìm những cái thông tin làm sao để có thể tiếp cận nhanh nhất với các kỹ thuật về Internet thì mình mới có thể bước vào cái thế giới kinh doanh được.
Đó, rồi mình cố gắng làm sao tiếp cận với các cộng đồng ở trên Internet để làm quen với các cộng đồng, rồi làm quen với các hình thức mà họ giao lưu với nhau trên Internet, thì những cái đó mình sẽ trong những cái cộng đồng đó mình sẽ học hỏi được cái cách thức trao đổi kinh nghiệm. Ví dụ như là hiện tại bây giờ là mình đang trao đổi cái kinh nghiệm giữa các doanh nhân với nhau để mình có thể mở ra một cái cánh cửa mới cho cái hình thức kinh doanh và trao đổi cái kinh nghiệm về kinh doanh, hoặc là cái trao đổi cái kinh nghiệm sống, làm sao cho cái cuộc sống của chính bản thân mình cũng như của các cộng đồng của người Việt nói riêng, rồi những cái cộng đồng khác mà mình có thể ngoài cái online này, mình có thể cái offline, trong cái cuộc sống offline mình có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thêm để mà truyền tải cái kiến thức này tới họ. Thì để mà chia sẻ cụ thể hơn nữa làm như thế nào nữa thì đó là một cái câu hỏi rất là lớn và rất là thú vị. Thì mình các bạn cứ theo dõi cái chương trình này thì sẽ có những cái buổi chia sẻ rất là cụ thể, hướng dẫn bạn làm như thế nào, rồi đi vào chi tiết cái từng câu hỏi của các bạn hơn. Chứ còn hôm nay thì cái do cái giới hạn rồi cái sự quan tâm của các bạn rất là lớn, cho nên để mà trả lời chi tiết câu hỏi của bạn thì mình sẽ dành cho cái chương trình đặc biệt và cụ thể hơn vào lần sau. Xin cảm ơn bạn. Vâng, em xin cảm ơn Phương rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị, chúc chị một ngày làm việc thật là nhiều năng lượng ạ. Vâng, xin hẹn gặp lại chị Anna Phương ở một cái chương trình chia sẻ lần sau ạ. Xin cảm ơn chị ạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã cho mình có cơ hội được chia sẻ với lại tất cả các bạn trên Zoom cũng như là những người đang xem ngày hôm nay. Vâng, em cảm ơn chị Bây ạ. giờ chúng ta sẽ đến với chị Thùy Dương. Xin chào chị Thùy Dương ạ. Thùy Dương. Chào chào Luận, chào các anh chị em đang xem livestream, chào chị hai chị ở bên Đức. Xin chào. Hôm nay thì được kết nối của Luận thì lần nữa Dương lên livestream sẽ trả lời về những đề các bạn đang ở Nhật Bản. Thì đầu tiên hôm nay là đang chủ đề về chia sẻ kinh doanh. Lúc nãy các chị ở bên Đức cũng như là ở ở Berlin, ở Dortmund và ở London có chia sẻ về các cái mô hình của người Việt mình làm kinh doanh ở bên Đức và cái cuộc sống của người Việt mình đang ở bên Đức. Bây giờ chị Thùy Dương có thể chia sẻ cho các chị ở bên Đức và cộng đồng người ở bên châu Âu biết được là ở Nhật mình ấy muốn làm kinh doanh ấy thì cái visa kinh doanh ấy nó phải như thế nào để chúng ta có thể bước chân được vào cái ngành kinh doanh, bởi vì người Việt của mình ở đây không biết ấy là mình đi sang với cái tư cách là lao động, một là lao động phổ thông, hai là dạng lao động kỹ sư, còn cái hình thức như ở bên Anh là 90% người dân người Việt Nam mình mở những cái xí nghiệp nhỏ, những tiệm nail ở bên Đức thì cũng đa phần làm kinh doanh thì hoặc là đi bảo trì máy móc, còn ở người ở Việt Nam mình thì khác, đa phần người Việt Nam mình thì đi làm lao động trong các xí nghiệp của Nhật Bản. Thì chị có thể nói rõ hơn cái vấn đề này cho các chị được biết không ạ? Xin mời chị. Về 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 Nhật Bản thì kinh doanh nó cũng nó khó thì nó không khó mà nó dễ thì nó không dễ. Có nghĩa là người kinh doanh phải có vốn, tính thứ nhất là vốn. Ví dụ như bạn muốn bây giờ đa phần người Việt của mình ở bên Nhật á, thì mở quán ăn và những cái tạp hóa khô và cũng như là tiệm đồ cũ. Thì tiệm đồ cũ thì bây giờ á, thì nó cũng không có thịnh hành lắm. Quán ăn á, thì cũng rất là nhiều, cũng là cũng 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 phát triển. Tiệm đồ khô thì bây giờ bán như như các tạp hóa của Việt Nam mình á, thì cũng nhiều, bây giờ cũng đang phát triển vấn đề đó. Nhưng ở Nhật thì nó khác với lại ở Đức hay hoặc ở Mỹ. Ở Nhật thì về cái việc nail á, về cái việc phát triển ngành nail á, thì nó khó hơn. Như bạn không có học ở những cái trường chuyên về nail của Nhật Bản thì bạn cũng mở được. Có thể là nếu mà lấy bằng quốc tế nhưng mà có tiếng Anh ở trong đó, lấy bằng quốc tế mà ví dụ một cái đất nước tư bản nào cấp á, thì có thể, nhưng mà bằng nail ở Việt Nam quốc tế thì sang Nhật cũng không không sử dụng được. Rồi như như bản thân Dương á, thì sang Nhật là kinh doanh về 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 Dương thì là giới thiệu việc làm và về về
thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Giấy phép, nói về giấy phép bên đây á, thì chúng ta sẽ ở Nhật này nó khó, nó khác với lại ở nước khác, là khi chúng ta vướng về cái việc mặt bằng, khi mà giấy phép chúng ta đăng ký trong vòng một tháng có, nhưng mà để đi hoặc vào hoạt động á, thì phải có thanh tra xuống. Mà trong cái lúc thanh tra, chờ thời gian thanh tra thì từ 3 đến 6 tháng chúng ta không được hoạt động. Nhưng mà không hoạt động, nhưng mà cái chi phí để chúng ta trả tiền thuê mặt bằng, chúng ta vẫn phải bị trả cái tiền đó. Cho nên là chúng ta phải suy nghĩ về cái, nếu bạn nào muốn kinh doanh thì phải suy nghĩ về cái vấn đề này, là xét để đi vào kinh doanh chính thức. Cái việc thành lập công ty và cái việc đi vào kinh doanh là hai cái chuyện, hai cái vấn đề nó khác nhau. Bạn thành lập công ty được, nhưng để nó đi vào hoạt động kinh doanh thì cái bên chuyên môn người ta sẽ đến, người ta thẩm định. Người ta sẽ đến thẩm định, ví dụ bạn kinh doanh quán ăn thì người ta đến thẩm định cái bếp của bạn như thế nào, bạn có bao nhiêu ghế, và chúng ta phải vẽ cái sơ đồ của quán mình và người ta đến người ta thẩm định. Bạn mở công ty gì cũng vậy, bạn sẽ vẽ một cái sơ đồ ở công ty của mình và trình lên đó, trong vòng 3 đến 6 tháng họ sẽ xuống, họ kiểm tra bạn có đủ tư cách để kinh doanh hay không. Vâng, em cảm ơn chị. Tất cả cộng đồng người Việt mình ở đang ở Nagoya đang xem livestream, có câu hỏi nào đặt cho chị Thùy Dương không ạ? Nếu mà chúng ta không có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ nghe chị Thùy Dương chia sẻ về cái tình hình của người Việt Nam ở trong cái mùa dịch bệnh này, và hiện nay trong tuần vừa rồi tình hình như thế nào ạ? Chị Thùy Dương có thể chia sẻ một chút về cái tình hình dịch bệnh và cái tình hình mà người Việt Nam mình đang gặp cuộc sống rất là khó khăn ở đây được. Tình hình dịch bệnh thì tỉnh Aichi được gỡ lệnh lệnh khẩn trong 39 tỉnh. Thì tỉnh Aichi được dỡ cái lệnh mà giãn cách khẩn cấp, được dỡ cái lệnh đó rồi. Thì cuối tháng này thì các em sẽ trường học sẽ bắt đầu hoạt động. Nhưng mà hoạt động từ từ, ví dụ xô gặt cô tiểu học, rồi trung học, đại học chưa có đi vào hoạt động chính thức nhiều, đi chỉ đến 1-2 tiếng thôi chứ cũng chưa có đi vào hoạt động chính thức. Rồi thì còn về cuộc sống của ở Nhật Bản thì đa phần là kỹ sư, rồi lao động phổ thông, rồi các bạn du học sinh thì cũng sang đây vừa học vừa làm. Bây giờ thì tình hình dịch Covid, các bạn du học sinh đa phần là chúng ta làm combini, làm nhà hàng, khách sạn. Thì bây giờ nhà hàng, khách sạn thì là hoàn toàn không hoạt động được rồi. Bây giờ gỡ lệnh nhưng mà cũng ít có khách hàng họ tới họ ăn uống, cho nên là việc nó sẽ giảm đi. Combini cũng vậy. Rồi bây giờ thì Dương đang làm một cái chương trình hỗ trợ với chùa Tokurinji, dịch tiếng Việt của mình là chùa Đức Lâm, đang hỗ trợ cho người Việt mình, thì đến bây giờ là được 20 bạn, và bắt đầu tuần sau thì chắc sẽ tăng lên, vì bây giờ là đăng ký một nhóm là từ khoảng 3 đến 4 người, thì chắc qua tuần sau chắc có thể là tăng lên hơn 30 bạn. Từ cuối tháng chắc khoảng tăng lên 40 bạn. Thì như kế hoạch thì Dương sẽ liên hệ với những cái nơi khác để các bạn đến ở miễn phí. Nhưng mà bây giờ thì sư ông chùa, chúng ta nói theo tiếng Việt đi ha, sư ông chùa Đức Lâm thì rất là hoan hỷ, nói chung là tấm lòng sư ông mà rất là như Bồ Tát vậy đó. Sư ông nói là kế hoạch đó là nếu mà đến nhiều quá, nếu đến đông quá, đất của sư ông có, thì chúng ta sẽ cùng nhau cất nhà lên. Vật liệu xây dựng thì có đủ rồi. Thì theo như các bạn biết thì nhà ở Nhật này không có đổ bê tông như nhà ở Việt Nam. Chúng ta ráp cây lại và chúng ta sẽ trát. Nó giống như là nhà đất của Việt Nam mình, nhà mà cái tường đất của Việt Nam của mình á, mọi người biết không, nhà cái tường đất á, thì nhà vách đất á chứ, nhà vách đất có nghĩa là chúng ta sẽ đất rồi chúng ta trộn với rơm, rồi sau đó chúng ta trát cái lớp bê tông bên ngoài thôi, nhưng bên trong nó là như vậy. Rồi chúng ta gỗ chúng ta sẽ tráng cái lớp mà chống ẩm, chống mưa đó. Thì theo kế hoạch thì sẽ lên thêm một cái nhà nữa. Thì một cái nhà như vậy thì sẽ ở được từ 18 đến 20 bạn. Thì cứ tăng lên thì chúng ta sẽ cất thêm nhà, vì đất sẽ không rất là nhiều. Mà không phải là chỉ cất nhà để cho tránh dịch Covid này thôi đâu.
ví dụ như có thiên tai lũ lụt gì, tại vì kia chùa chùa Đức Lâm á, nằm ở trên đỉnh núi, cho nên là khi mà có thiên tai hay là cái gì đó, mọi người không có nhà ở hay gì đó thì nước ngập thì cũng không phải lo, thì chúng ta có thể lên đó tạm trú được. Và từ đây trở đi thì Dương thì là thay mặt cho Hội Người Việt của tỉnh Ai Chi sẽ là có những cái kế hoạch giúp đỡ người Việt mình ở ở tại chùa, để cho anh có một cái nơi mà chúng ta vừa sinh hoạt vừa có thể giúp đỡ gì đó, để khi mà chúng ta có thiên tai hay cái gì đó sẽ được hỗ trợ. Và tin mừng nữa là có một tập đoàn, một không phải là tập đoàn mà có một cái group doanh nghiệp hứa sẽ là hỗ trợ cho người Việt của mình, là mỗi một bạn mà đến ở trong lúc chúng ta trở về á nha, thì chúng ta sẽ được tài trợ 3 man, thì nó gần gần như là 300 đô, 300 USD ha. Nói để cho mấy mấy chị ở bên nước ngoài ấy, nếu mà các bạn đến ở thì thứ nhất là bây giờ là được hỗ trợ gạo, gạo và thực phẩm. Thì thực phẩm á, gạo là có các công ty, có những nhà hảo tâm hỗ trợ. Thực phẩm á, thì có nơi hỗ trợ tiền, thì Dương sẽ cân đối mua đường, bột ngọt, nước mắm gì đó, nước tương. Ở trong chùa thì cũng không có ăn được đồ mặn, mua nước tương, nhưng mà cũng không có cấm. Có nghĩa là bạn nào mà có cái nhu cầu mà thí dụ như thèm thịt, thèm cá, tại vì bạn ăn chay không quen á, thì được quyền mua chế biến sẵn rồi đem về phòng mình ăn, chứ không được đem vô bếp nấu. Bạn đến ở đó bạn không được đem vào bếp nấu, rồi cấm rượu bia. Thì các bạn vào là Dương bây giờ tạm thời là có gạo, có mì, rau, chao, nước mắm, nước tương gì đó thì đã chuẩn bị hết. Nước mắm thì các bạn nào mà có nhu cầu ăn mặn thì phải đem những cái thứ đó về phòng của mình, không được để trong bếp, tại vì bếp bếp chay của chùa, cho nên là thì mọi người thấy rồi, ăn chay thì không có dùng những cái gì đó liên quan tới động vật. Thì nếu mà bạn nào có nhu cầu thì cái đó thì đem về phòng mình, và không được chế biến, mua đồ thức ăn sẵn về đó. Và mới thêm nữa cũng có vài đơn vị họ đến để họ hỏi tài trợ, nhưng mà bây giờ Dương chưa có nói được với những cái chương trình tài trợ đó, thì khi nào mà nó thực tế nó đi vào mình nhận thì Dương mới dám công bố lên. Còn thực tế mình chưa nhận thì lời hứa họ hứa mà Dương mà công bố lên rồi không nhận được thì đó một điều mà Dương cũng bị ảnh hưởng bản thân, à sao mình công bố lên mà nó không có được vậy. Cho nên là những cái gì mà chúng ta được nhận thì Dương sẽ công bố lên, mặc dù là bây giờ có rất là nhiều nơi, nhiều đơn vị, nhiều công ty họ mở lời ra để họ, hỗ trợ mình. Nhưng mà cũng nói thêm một điều là các bạn ơi, chúng ta thật sự khó khăn, thật sự cần sự giúp đỡ, thì Dương sư ông rất là mở, Dương chỉ là hỗ trợ thôi, sư ông mới là người mở rộng tấm lòng để đón chúng ta. Còn có những bạn không có khó khăn nhưng mà cứ nghĩ à đến đó để được cái đó, được cái đó, thì như vậy thì nó cũng mình không có khó khăn. Nhưng mà nếu mình không khó khăn thì chúng ta cũng có như thế nào ta. Thì thôi, cứ nói tóm lại là chúng ta thật sự khó khăn, thật sự cần giúp đỡ thì welcome, mọi người cứ đến. Bao nhiêu thì chúng ta được tới đâu hay tới đó. Ví dụ cứ thiếu chỗ ở thì sẽ xây chỗ ở thêm, thiếu chỗ ở thì xây thêm. Còn có những bạn hỏi Dương là chị ơi em không đến ở nhưng mà em muốn nhận những cái ví dụ như ba man hỗ trợ từ những doanh nghiệp, thì cái đó nó thật sự là Dương cũng xin lỗi là Dương không thể giúp được cái chuyện đó, tại vì những cái đơn vị họ họ muốn thấy mặt, đặt tên ở những nơi đó, bạn sống ở đó, bạn đăng ký ở nơi đó và bạn về nước thì họ mới hỗ trợ. Nó có liên quan đến đó, bạn đăng ký, bạn đến ở để bạn chờ về nước thì họ mới hỗ trợ, cho nên bạn nào đăng ký có danh sách thì mới nhận được cái số tiền là ba man đó. Còn bạn nói là em khó khăn nhưng mà em không đến ở chùa, thì cái mức độ khó khăn của mình đến mức độ nào thì Dương cũng không biết, mà Dương cũng không phải là duyệt hồ sơ đó, mà là hồ sơ là những bạn đang đến đây khó khăn như vậy, bạn không nhà, bạn không có việc làm, bạn đó cần hỗ trợ thì nơi đó người ta mới hỗ trợ. Còn còn bạn không đến thì Dương cũng xin lỗi cái vấn đề này. Vâng, em cảm ơn chị Thùy Dương ạ. Chị Thùy Dương ngoài là một doanh nhân ở Nagoya này thì chị Thùy Dương cũng là giúp hay giúp đỡ cộng đồng, là người đứng đầu ở Aichi này để tham gia vào các cái hoạt động giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại đây. Thế chị
Dương có thể cho em biết một cái câu hỏi nữa thôi ạ, một câu hỏi nữa thôi ạ. Bây giờ cũng là gần muộn rồi. Và theo chương trình hôm nay là chúng ta cần có kết nối với các anh Nguyễn Thành An ở Hà Nội nữa. Và hiện nay Nguyễn Thành An và chị Quyên My là chị Dương ở Hilo Sina đã bận và không thể lên kết nối được với chúng ta. Đấy. Thì chị Dương có thể cho em hỏi một câu là cái tình hình đăng ký của người mình đăng ký về máy bay của bên đại sứ quán, tình hình có thể chia sẻ một chút về vấn đề đấy ạ. Bây giờ Dương chúng chia sẻ vì hổm rày Dương cũng thấy mọi người hỏi nhiều, nhưng mà vì cái đó là vấn đề làm ăn của mọi người cho nên là nó hơi nhạy cảm, khi mà mình nói ra thì sẽ có những nơi họ sẽ nói mình như thế này thế kia, thì Dương chỉ mới nói thế này. Bây giờ thì cũng nói là về vấn đề vé ha, nhưng tiếp tục lại thì chúng ta máy bay á, thì chính phủ chỉ định chứ không phải là chuyến bay ai mua. Bây giờ nó không phải là cái bằng là sử dụng từ chuyên nghiệp trong đó là bay kinh doanh á, những chuyến bay thông thường nữa, nhưng mà những chuyến bay bây giờ là phải là do chính phủ chỉ định ngày bay rồi của hãng hàng không nào mới được bay. Không có là chuyến bay dân dụng như ngày xưa nữa, mà đây là những chuyến bay đặc biệt. Thì có những bạn không có biết, các bạn cứ thấy vé rẻ thì các bạn mua. Các bạn thí dụ như mua của anh của China Airlines và Thai Airlines rồi đó, những cái quá cảnh như vậy á thì là không được đâu, chúng ta sẽ bị mất tiền đó. Vì bây giờ nó không phải là chuyến bay dân dụng bình thường nữa. Nhưng bay trực tiếp đã khó rồi, một tháng chỉ có 1-2 chuyến bay thôi là đã khó rồi, thì lấy đâu ra có những chuyến bay quá cảnh để chúng ta mua vé. Thì mua vé như vậy á thì các bạn tự hủy, các bạn không bay về chuyến đó. Bây giờ người ta nói là người ta chấp nhận đổi vé, người ta không trả tiền lại. Thì vì những cái chuyến bay quá cảnh đó thì nó phải trở về cái chuyến bay dân dụng bình thường. Khi nào mà cả toàn cầu này họ mở chuyến bay bình thường lại thì mới có những cái chuyến bay dân dụng đó. Còn bây giờ là những chuyến bay đặc biệt được chỉ định mới được quyền bay, thì chúng ta mua vé đó chúng ta sẽ không được, người ta chỉ nói là hoàn đổi vé chứ không có trả lại. Thì đổi ngày bay chứ đổi ngày bay thế, thì mà khi bạn đến về Việt Nam này chúng ta không thể bay nữa thì chúng ta sẽ mất đi cái tiền đó. Nếu mà bay Việt Nam Airlines hoặc là Vietjet gì đó, nhưng mà chúng ta lại đặt những cái hãng khác không được bay nữa thì chúng ta sẽ mất cái tiền đó. Và cái thứ hai nữa, và nó sẽ vào ngày bay, khi mà chúng ta bây giờ chúng ta mua vé và bây giờ cứ hủy chuyến như vậy, khi đến cái ngày chúng ta cần bay thì họ lại nói là bây giờ đổi ngày bay và chúng ta sẽ bù bao nhiêu đó tiền, thì chúng ta lại bị động vào cái khoản đó, đúng không? Thì chúng ta sẽ bị động vào cái khoản đó. Là ví dụ như bây giờ vé bình thường nói là bây giờ họ bán cho em là khoảng 3-4 man gì đó là rẻ, ai cũng thấy rẻ ha, mua. Rồi tới cái ngày bay đó là không phải giá này nữa, mà ví dụ như giá lên như cái chuyến bay đợt tháng 22 tháng 4 vừa rồi á, thì giá nó là 9.6, nhưng có những bạn phải mua đến 30 triệu, nó gấp đôi, nó khoảng 18 triệu, khoảng 18-19 triệu, nhưng các bạn lại mua cái giá đến 30 triệu, 30 mấy triệu, thì họ bắt các bạn phải bù vô. Các bạn không bù các bạn mất cái số tiền đó, mà bản thân các bạn cũng không có liên hệ những nơi khác là giá vé bao nhiêu, mà các bạn nói, cái nơi bây giờ vé về đặc biệt cái giá đó là đúng rồi, các bạn về cái nhu cầu của mình về cao quá thì cái giá vé nó như vậy thì chấp nhận được, không sao hết. Nhưng đúng ra là nó không có tới nhiêu đó, cho nên là khi các bạn bây giờ ở trên đại sứ quán á, là có cái đường link cho chúng ta. Bây giờ nó có đường liên mở, thì sắp tới bây giờ là Nhật đã gỡ cái lệnh khẩn rồi, thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ được mở nhiều đường bay, một tháng một chuyến, thì sắp tới 1 tháng 2 chuyến, có thể sắp tới nữa sẽ được 2-3 chuyến nữa. Rồi thì khi mà đại sứ quán gửi cho chúng ta cái đường bây giờ đại sứ quán cho cái đường liên mới, là cho các bạn được quyền chọn sân bay, nhưng mà khi mà có chúng ta chọn rồi thì thí dụ như bây giờ Tokyo cái nhu cầu nó nhiều hơn thì Tokyo sẽ bay trước,
ví dụ như Osaka nhiều hơn thì Osaka sẽ bay trước Nagoya nhiều hơn, nơi nào nhiều hơn thì nơi đó sẽ đi trước. Còn ví dụ như bây giờ Nagoya cái nhu cầu của các bạn về không đủ chuyến thì chúng ta phải đợi chừng nào đủ chuyến chúng ta mới được bay. Thí dụ như Tokyo, Osaka người ta đủ chuyến, hãy khoan mua vé. Khi chúng ta được được đại sứ quán gửi một cái email về là bạn sẽ được bay vào chuyến này, và ở dưới cái email đó có cái đường link để chúng ta mua vé, và cái giá vé đó đã được niêm yết nên chúng ta cũng không phải lo đó. Bây giờ cứ chuẩn bị tiền và chuẩn bị hành lý sẵn đó, khi chúng ta nhận email là chúng ta sẽ bay liền. Chứ nói giờ em phải đi mua cái này báo gấp quá, có những bạn sẽ được báo giữa đêm nữa. Vì ở đại sứ quán khi mà nhắn email xuống, gửi email xuống là bạn được về chuyến bay đó, thì kèm với cái tin nhắn đó thì ở dưới sẽ có một cái đường link để chúng ta mua vé. Nó sẽ chắc ăn hơn là chúng ta không sợ mất tiền, và giá vé nó cũng đã được niêm yết, toàn bộ mọi người đều là như vậy hết. Có những bạn chúng ta sẽ nhận email vào nửa đêm, lý do là có những người ta hủy vé, người ta không về, thì đại sứ quán sẽ gửi email gấp xuống, bạn có muốn về thì bạn sẽ trả lời về là à muốn bay được, thì chúng ta sẽ phản hồi lại với đại sứ quán. Chứ có những bạn á không về, không phản hồi mail lại với đại sứ quán thì rất là tiếc. Có những người ta muốn về mà ta không được về, còn mình xét cho mình về bình thường thì lại bỏ vé, rồi sau đó cứ làm hồ sơ gấp đi than thở sao em không được về, khi nào mới có chuyến về. Cho nên bây giờ bạn nào muốn về thì trên tinh thần phải chuẩn bị hành lý sẵn, quà biếu hay gì đó thì phải chuẩn bị hành lý sẵn. Khi mà chúng ta có email thì tức tốc chúng ta sẽ đi liền, đi đến sân bay đó liền. Và chúng ta cũng phải bây giờ chúng ta phải check 3 cái sân bay mà chúng ta sẽ đi, đó là Tokyo, Osaka và Nagoya, là 3 sân bay chính có thể đi về. Nhưng mà bây giờ là đa phần là chúng ta 2 chuyến rồi chúng ta đều xuất phát từ Tokyo, còn chuyến kế tiếp xuất phát từ đâu thì Dương cũng chưa có biết nữa. Vâng, em cảm ơn cái sự chia sẻ rất là nhiều của chị Thùy Dương đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Xin cảm ơn cái sự chia sẻ từ bên Berlin của chị Liên và từ Dortmund của chị Anna Phương. Rất tiếc là hôm nay còn có đầu cầu ở Hà Nội và đầu cầu ở Hiroshima, nhưng mà anh chị ấy đến gần như phút chót, hôm qua đã test thử rồi và gần đến phút chót thì các anh chị ấy lại bận công việc. Vâng, công việc của các doanh nhân thì em biết là bây giờ rất là vất vả. Chị Liên bây giờ, chị Liên chắc là không bật được mic đúng không ạ? Chị Anna có thể cho biết bây giờ là mấy giờ ở bên Đức rồi không ạ? Hiện tại bây giờ là 14 giờ rưỡi ở bên Đức, có nghĩa là 2 giờ rưỡi chiều. Vâng. Tính theo giờ Berlin. Dạ. Vâng. Vâng. Hôm nay là ngày chủ nhật nhưng mà chắc là công việc của chị vẫn còn, chị vẫn đang ở trong văn phòng. Vâng, mình vẫn phải làm việc. Bây giờ thì vâng, trong cái thời điểm này thì mình không có tính theo ngày thứ hai hay là ngày chủ nhật hay ngày thứ bảy nữa. Mà vâng, đấy, có diễn trên online thì mình vẫn phải tiếp vâng, tục. Đấy chính là tinh thần của doanh nhân, tinh thần làm việc, làm suốt ngày và chiến đấu hết mình luôn. Và nó có sự thay đổi rất là nhanh nhạy với thời cuộc. Một lần nữa xin cảm ơn sự chia sẻ của chị Liên, của chị Anna Phương, của chị Thùy Dương và Naomi từ ở bên London. Xin hẹn gặp lại các chị vào một buổi khác. Xin chân thành cảm ơn các bạn, xin chân thành cảm ơn các chị đã tham gia cái live stream của Nguyễn Trường Luận. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái live stream này. Xin chân thành cảm ơn tất cả các chị và các bạn. Hẹn gặp lại ở live stream lần sau. Chúc tất cả các chị và các bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng ạ. Xin cảm ơn ạ. Chào chị ạ. Cảm ơn mọi người. Anh em.